Con đi chị. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị chưa? Hiện tại chị đã đang ở có mặt ở đây cùng với các em rồi. Thế nên nếu như mà các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhá. Đồng ý không nào? Các bạn ơi, các em có nghe được không? Các bạn có nghe được chị nói không ạ? Các bạn có nghe được chị nói không nhở? Bây giờ thì chị sẽ truy cập vào để có thể xem lại cái phần phát trực tiếp cùng với các em nha. Rất là mệt mỏi là bởi vì vừa rồi ấy, mãi không có lên phát trực tiếp được cùng với các bạn, bởi vì là kỹ thuật cứ chỉnh mãi. Không biết tại sao dạo này hình như Facebook hạn chế phát trực tiếp hay như thế nào ấy. Nào các bạn ơi, các em đã có mặt ở đây chưa? Chị cũng ở đây từ lúc 8 giờ đây, nhưng mà bây giờ mới có thể lên phát trực tiếp cùng với các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay được. Các bạn có nghe rõ không ạ? Nếu như mà các bạn không nghe rõ thì chị sẽ sử dụng tai nghe nhá. Bây giờ sẽ đợi mọi người một chút xíu nha. Nếu như mà các bạn không nghe rõ ấy thì chị sẽ sử dụng tai nghe nha, được không ạ? Nếu các bạn không nghe rõ thì chị sẽ sử dụng tai nghe nha. Đồng ý không nào? Rồi, hello, xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ đã có khoảng gần 100 bạn đang lên xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi. Như đã nói thì ngày hôm nay chúng mình sẽ có một cái buổi học thử cùng với nhau, đúng không nào? Và buổi học thử này là buổi học thử của khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiền. Ok không ạ? Nào, đồng ý, xin chào. Đợi chị mãi hả? Chị biết là các bạn đợi chị mãi mà. Khổ thân thực sự luôn đấy. Ok, hiện tại bây giờ chị đã đang có mặt ở đây rồi nhá. Hiện tại chị đã đang có mặt rồi. Chị thấy là ở đây cũng có khá là nhiều bạn đã có mặt ở đây rồi. Đồng ý. Nghe quá rõ đúng không? Tốt, tốt, tốt. Và nhìn cũng rất rõ đúng không? Khi mà các bạn tham gia cùng với chị ở trong khóa học 10 ngày ấy, thì hình thức của chúng mình cũng sẽ học qua cái hình thức như thế này. Đấy là các em sẽ nhìn thấy chị ở một cái góc nhỏ xíu này. Và bên cạnh đấy sẽ là cái phần slide và cái phần word mà chị gõ cùng với các bạn, được không ạ? Như thế thì chị tin là cái việc học của các bạn sẽ ổn hơn rất là nhiều đấy. Chị ơi, có ôn hồn chương 3 không? Đương nhiên là chị sẽ ôn trong khóa học 10 ngày cùng với các bạn chứ. Đã bảo là tút lại tất cả mọi thứ thì sẽ đồng nghĩa với việc là làm tất cả mọi thứ cùng với các bạn để các em yên tâm nhất mà. Được không nào? Không phải đâu. Tại vì là cứ loay hoay với cái việc là sửa cái máy rồi thì nick không vào được các kiểu ấy. Rồi, xin chào các bạn nhá. Xin chào các em. Có mặt chưa? Có mặt chưa? Đầy đủ chưa? Ok chưa? Rồi, chị em mình bây giờ sẽ bắt đầu cùng với nhau luôn nhỉ. Để nói về khóa học 10 ngày. Chị tin chắc chắn một điều rằng là có rất là nhiều bạn ở đây thì chưa lựa chọn việc đăng ký khóa học 10 ngày đâu. Thật ra thì chị nghĩ là khi mà chúng ta lựa chọn một cái khóa học ấy thì các bạn nghi ngờ hay là các bạn nghĩ rằng là chúng mình không biết làm cách nào để có thể kiểm định được rằng là cái khóa học đó có phù hợp với mình hay không, thì không có cái cách nào triệt để bằng việc là chúng ta sẽ tham gia một cái buổi học thử và hiểu tâm lý của các bạn. Thì chị nghĩ rằng là cái buổi học thử này sẽ là một cái cơ hội để bản thân các bạn nếu cảm thấy phù hợp thì phải đăng ký ngay và luôn. Còn nếu như cảm thấy không phù hợp thì cũng không sao cả, chúng mình có một cái trải nghiệm mới, một cái trải nghiệm tốt hơn, được không nào? Nhá, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu ngày hôm nay nhá. Hãy nhớ rằng đây là khóa học tổng ôn toàn bộ kiến thức và chúng mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng hành trang vững chắc để bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thế à? Ok, ok. Rồi, chị ơi, khóa học 10 ngày có viết nhiều không để em tìm vở nào xinh xinh? Cũng được, chúng mình có một cái quyển vở xinh xinh thì chắc chắn là chúng mình sẽ cảm thấy kiểu tự tin hơn nhở, kiểu hứng thú hơn, đồng ý không? Ok, ok nhá. Đồng ý, đồng ý. Rồi, ở đây thì chị đang thấy một số bạn bình luận. Chị ơi, khóa học 10 ngày có bài tập hàng ngày không? Chúng mình sẽ có bài tập đấy. Cứ 2 buổi thì chúng mình sẽ có một bài tập. Và tất cả những bài tập này thì đều bám sát đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thế nên các bạn đừng lo lắng nhá. Sẽ có bài tập dành cho các em đấy. À, ok, em đăng ký rồi mà vẫn vô học thử à? Đồng ý, đồng ý. Ở đây thì đang có rất là nhiều bạn nói với chị là: chị ơi, chị đợi bạn em một chút xíu, bạn em đang lên. Được rồi, thế thì chúng mình sẽ cùng đợi các bạn ấy thêm khoảng tầm 1-2 phút nữa, rồi sẽ bắt đầu buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị nha. Được không nào? Có một trong số những cái bài hát ấy mà rất là nổi tiếng, một trong số những cái bài hát mà chị Hiên cực kỳ hay phát khi mà các bạn học về khóa học 10 ngày. Trong năm trước cũng thế và trong năm nay cũng thế. Thế nên là chúng mình sẽ cùng nghe bài hát này một chút xíu, được không ạ?
Ừ, chị dạy trên Facebook và chị sẽ dạy theo cái hình thức này luôn. Được không ạ? Chị sẽ dạy theo cái hình thức này luôn nên là các bạn không cần phải lo lắng nhá. Đảm bảo về mạng luôn, rất là ok luôn và cực kỳ rõ ràng để chúng mình có thể ghi bài luôn. Được không? Rồi. Em hỏi thế thôi chứ em đăng ký lâu rồi à? Chị ơi, học phí của khóa học này thế nào? Hiện tại thì học phí của khóa học này đang là 899.000. Được không ạ? Nhưng mà hãy chờ đợi đến cuối cùng của ngày hôm nay, bởi vì như chị đã nói, sẽ có một cái phần quà cực kỳ đặc biệt dành cho các bạn nhá. Chị phải thuyết phục được nó học cho em à? Chị biết làm nào được? Chị biết làm nào được? Ok, đợi thêm 1 phút nữa nha. Đúng rồi, chuẩn. Tại vì bản thân chị cảm thấy là cái việc chúng ta gác được lại tất cả những cái âu lo ấy, nó là cái điều mà ai cũng mong muốn. Thế à, em nghe bài này quen lắm à? Ok. Đồng ý, đồng ý. Xin chào các bạn. Em mong mãi à? Ok. Thế à? Nghe chị từ năm ngoái rồi à? Rồi các bạn ơi, có lẽ là chúng mình nên bắt đầu thôi nhỉ. Chị cũng thấy là khá là đông rồi. Bây giờ cũng đã có khoảng 350 bạn rồi, khá là đông rồi. Ok, đồng ý nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Được không ạ? Bây giờ thì sẽ cùng nhau bắt đầu. Bài này hay chị nhờ. Đương nhiên rồi. Xin chào, xin chào. Rồi các bạn ơi, nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi học thử khóa học 10 ngày. Các bạn sẽ hỏi chị rằng điều quan trọng nhất mà bọn em cần phải chuẩn bị khi tham gia khóa học là gì thế ạ? Các em có biết không ạ? Trong cái việc tham gia khóa học 10 ngày này, chưa bao giờ các bạn cảm thấy rằng là cái hành trang mình chuẩn bị lại ít đến như thế. Hành trang chúng mình chuẩn bị trong khóa học 10 ngày chỉ cần bao gồm: thứ nhất, các bạn chỉ cần cuốn sách giáo khoa ngữ văn 12 tập 1 và tập 2. Ok chưa ạ? Thứ hai là vở ghi. Thứ ba, đương nhiên là chúng mình sẽ phải chuẩn bị bút ghi. Thứ tư, nếu như có thể thì các bạn hãy chuẩn bị thêm cả bút nhớ nữa. Và cuối cùng thứ năm, điều quan trọng nhất mà chị muốn thông báo cùng với các bạn, điều quan trọng hơn cả tất cả những cái thứ mà chị vừa nói cùng với các em, đó chính là một cái tinh thần thật là sẵn sàng. Và đối với chị, đây là điều quan trọng nhất. Được không nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Các bạn sẽ hỏi chị rằng các vùng kiến thức được ôn tập ở trong khóa học 10 ngày là gì ạ? Thì đây, các bạn nhìn vào đây ạ. Các bạn sẽ thấy có 4 vùng kiến thức trọng tâm mà chị đi cùng với các bạn. Bây giờ chúng mình không phải là học, gọi là học bên ngoài nữa, mà chúng mình phải học sâu vào những thứ mà chúng ta cần, đề thi cần. Đấy mới là cái quan trọng. Thì khi mà soi chiếu tất cả những cái vấn đề đó, chị nhận ra rằng có 4 cái phần kiến thức mà chị muốn các bạn sẽ hết sức lưu tâm. Và chị em mình sẽ trọng tâm vào cái phần này, bao gồm: một là nghị luận văn học. Trong phần nghị luận văn học này, chúng ta sẽ học về kiến thức nền, có nghĩa là kiến thức của tất cả các tác phẩm. Và cái thứ hai là phương pháp làm bài. Được không ạ? Sẽ có nhiều bạn nói rằng là nếu như năm trước nhá, chị Hiên chỉ dạy sâu về kiến thức nền thôi, thì năm nay một trong những cái điều quan trọng nhất dành cho các bạn mà chị muốn định hướng các bạn thêm vào đó, đó chính là về phương pháp làm bài. Ok chưa ạ? Thêm một cái nữa, chúng ta có phần kiến thức số 2, đó là nghị luận xã hội. Ở trong nghị luận xã hội này thì chúng mình sẽ đi tìm hiểu sâu và đào sâu về phương pháp làm bài và luyện tập. Được không ạ? Phần số 3, chúng ta tìm hiểu kiến thức về đọc hiểu, vẫn sẽ là phương pháp làm bài cộng với luyện tập. Và thứ tư sẽ là kỹ năng xử lý đề thi. Được không nào? Đây sẽ là những cái mà chúng mình phải quan tâm nhiều nhất. Và các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị. Các em sẽ cảm thấy là chúng mình nhận được một cái khối lượng kiến thức khổng lồ từ khóa học này. Chỉ một khóa học này thôi, chỉ duy nhất một khóa học này thôi. Thế nên chị nói với các bạn rằng đây là khoản đầu tư đáng giá nhất của các em trong năm nay, chắc chắn là không bao giờ sai lầm. Được không ạ? Tiếp tục nhá.
Chị muốn sẽ dạy, chị muốn là ngày hôm nay chị sẽ dạy thử một phần. Bởi vì như chị Hiên đã nói với các bạn ý, thì điều quan trọng nhất trong cái việc chúng ta học về gì ạ? À, chúng mình học về nghị luận văn học thì kiến thức nền là một trong những điều vô cùng quan trọng. Thế nên ngày hôm nay chị muốn các em sẽ thử trải nghiệm cái phương pháp học đến đâu nhớ đến đấy nhá. Học đến đâu nhớ đến đấy. Và cái phần văn bản đầu tiên chị muốn chia sẻ cùng với các bạn ngày hôm nay sẽ là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Còn nếu như các bạn cảm thấy là sau buổi ngày hôm nay các em thực sự phù hợp và các em muốn đi cùng với chị, đi cùng với team học văn chị Hiên thì nhất định các em phải đăng ký khóa học này. Không có cơ hội khác đâu ạ. Được không nào? Không có cơ hội khác đâu nhá. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu, các bạn đợi chị mở Word nhá. Bây giờ chị còn đang không biết là tìm Word của cái này ở đâu cơ. Nào các bạn đợi chị một chút xíu thì chị mở Word nhá. Ok, đồng ý. Được không nào? Ok, chỗ nào nhỉ? Nào các bạn đợi chị một chút xíu thì chị mở Word ra. Ok, rồi đây. Nào, các bạn ơi, nào, cùng thử tác phẩm đầu tiên nha. Cùng thử phần kiến thức đầu tiên nhá, xem có ok không nhá. Được không ạ? Cùng thử cái bài đầu tiên xem có ok không. Tại sao chị lại lựa chọn hình thức như thế này? Bởi vì bản thân chị cảm thấy học như thế này thì các bạn rất là dễ nhìn, các bạn rất là dễ quan sát và các bạn rất là dễ để ghi chép. Đương nhiên cái điều gì? Đúng rồi, chính xác. Hôm nào bắt đầu khai giảng này, học buổi đầu tiên là chị sẽ giảng lại từ đầu, yên tâm là như thế. Hôm nay chỉ là thử thôi. Thử là vẫn chưa hay bằng thật đâu nhá. Thử là tinh thần vẫn chưa hay bằng thật đâu. Cứ để xem nhá. Rồi, văn bản đầu tiên mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn đó chính là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được không nào? Chính là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Các em ơi nhớ ghi chép nhá. Tại sao chị lại lựa chọn hình thức này thì chị vừa giải thích với các bạn rồi đấy. Điều quan trọng nhất là chúng mình sẽ thật là dễ dàng trong việc ghi chép. Được không nào? Và đây chính là cái mà chị muốn đồng hành cùng với các bạn. Bây giờ các em sẽ chú ý vào đây này. Trước tiên chị cần các bạn nhìn nhận như thế này. Được không ạ? Trước tiên chị muốn các bạn nhìn nhận như thế này. Cái vấn đề là khi chúng mình bắt đầu học, chúng ta luôn luôn phải xác định mục tiêu. Và chúng ta thấy rằng là đối với cái câu nghị luận văn học này, đây chính là cái câu mà chiếm nhiều điểm nhất trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Hay nói cách khác là 5 điểm. Đúng không ạ? Thế thì làm thế nào để chúng mình có thể đạt được 5 điểm? Đây sẽ là cái câu hỏi mà chúng mình đặt ra ở trong đầu và ai cũng muốn được giải quyết cái vấn đề này. Đúng không ạ? Câu hỏi đặt ra cho chúng mình là làm thế nào? Được không? Để đạt 4 cộng câu nghị luận xã, câu nghị luận văn học. Ai 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 đã từng đặt ra câu hỏi này cho bản thân mình, giơ tay chị xem. Có bao giờ các em đặt ra cái này không? Hay là các bạn cứ học theo kiểu là thôi em cứ ghi bừa ra, ghi bừa thế thôi chứ em cũng chả biết là mình được bao nhiêu điểm. Phải có mục tiêu. Thì từ cái mục tiêu đấy mình mới có được cái phương pháp để mình đạt được cái số điểm mà mình mong muốn. Đây là điều trước tiên chị muốn nhắn nhủ cùng với các bạn trong cái khóa học ngày hôm nay. Có nghĩa là gì? Mình đã học là phải học cho sát. Còn không học thì thôi nhá. Đã học là phải học cho sát. Còn không học thì thôi. Biết chưa? Hiểu chị chưa? Rồi, thế thì đối với cái này nhá. Trước tiên này, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có mục tiêu ở đây. Được không ạ? Và bây giờ những thứ mà chúng mình cần phải chuẩn bị để có thể viết được một cái bài văn mà đạt 4 cộng ấy, nó sẽ là như thế này. Các bạn chú ý giúp chị. Cái thứ nhất, phần quan trọng nhất đó là kiến thức nền. Ok chưa nào? Phần quan trọng nhất là kiến thức nền. Ở trong phần kiến thức nền này, chị Hiên chia ra thành thơ và văn xuôi. Ok chưa ạ? Chia ra thành thơ và văn xuôi. Và các em phải hiểu giúp chị một điều rằng đấy là khi mà chúng mình học về thơ và văn xuôi thì chúng mình sẽ phải liệt kê ra được luôn là thơ phải tìm hiểu về cái gì và văn xuôi phải tìm hiểu về cái gì. Đừng mơ hồ. Sợ nhất là mơ hồ. Được không ạ? Ở đây này, Tây Tiến, sóng, được chưa? Đất nước, ok chưa? Và gì nữa? Việt Bắc, ok chưa? Nhá. Tiếp tục này, văn xuôi. Văn xuôi này mệt mỏi, toát mồ hôi,
Không sao, từ từ xử lý. Thứ nhất là gì nhỉ? Chuyện ngắn nhá. Nhớ phải có tư duy nha các em. Đừng nhớ theo kiểu là một đống nhét vào trong đầu. Chị nói thật, bây giờ ở cái thời điểm này mà các bạn ghi nhớ theo cái kiểu là một đống nhét vào trong đầu ấy, thì các bạn không bao giờ nhớ được đâu. Chúng mình phải nhớ theo kiểu như thế này. Trước tiên nhá, lần vào trong gì ạ? Chuyện ngắn trước, được chưa nào? Vợ chồng A Phủ. Ok. Vợ nhạt. Ok. Chiếc thuyền ngoài rừng xà nu. Ok. Chiếc thuyền ngoài xa. Nhớ chưa? Bốn chuyện ngắn rất là quan trọng đây, được chưa? Hết chuyện ngắn. Bây giờ tôi lần sang các thể loại khác, bao gồm một, tùy bút. Tùy bút ở đây là gì nhỉ? Người lái đò sông Đà. Người lái đò sông Đà. Tiếp tục, gì nữa? Ai đã đặt tên cho dòng sông? Tên cho dòng sông. Ok chưa ạ? Tôi có thêm một cái tác phẩm kịch, đó là Hồn Trương Ba, Ra Hàng Thịt. Và tôi có một cái áng văn chính luận mẫu mực, đó là gì nhỉ? À, đó chính là Tuyên Ngôn Độc Lập. Ok, xong. Được không ạ? Các bạn hãy lưu ý này. Đây chính là cái phần kiến thức nền mà các bạn cần phải đặc biệt quan tâm giúp cho chị. Và chị nói luôn nhá, trong cái trường hợp mà các bạn nắm bắt đầy đủ về kiến thức nền, các em đã có thể được 3 đến 3 điểm rưỡi, thậm chí là 4 điểm đối với những cái dạng đề ở phân tích cơ bản. Thế nên chị mới bảo phần kiến thức nền này là vô cùng quan trọng. Nhưng chỉ có kiến thức nền thôi là chưa đủ, được không ạ? Nếu như các bạn chỉ có kiến thức nền thôi ý, là chưa đủ, các em phải có thêm nhá. Các bạn thì các bạn phải có thêm này, các bạn phải có thêm, phải có thêm các em ơi. Cái thêm tiếp theo của chúng mình sau kiến thức nền là gì biết không? Đó chính là phương pháp làm bài. Phương pháp làm bài, cái này chị sẽ hướng dẫn sau. Tạm thời biết là như thế đã nhá. Tạm thời biết là như thế. Cái tiếp theo các bạn cần phải có, đó chính là chúng ta phải có phần diễn đạt hay. Cái này chị cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Được không ạ? Cái này chị cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok chưa? Kệ các em thi vào Tuyên Ngôn hay không thi vào Tuyên Ngôn, hay thi vào Rừng Xà Nu hay Rừng Xà Nu, chị không quan tâm. Quan tâm là chị phải cung cấp hết. Túm lại là như vậy. Đến lúc các em thi vào các em bắt đền chị à? Đúng không? Chả dạy gì mà như thế. Chị có kiến thức, chị cứ trao đi cho các em toàn bộ những cái gì chị có. Còn nếu mà các bạn cảm thấy không thi vào, các em không muốn trọng tâm đến việc của các em, mà đến lúc thi vào thì đấy là cũng là do các em chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của chị là cung cấp cho các bạn đầy đủ mọi thứ. Bởi vì chẳng có một cái công văn nào nói rằng không thi vào Rừng Xà Nu, không thi vào Tuyên Ngôn cả. Nên chị vẫn cứ phải dạy thôi. Đấy là thuộc về trách nhiệm nhá. Chứ không thể nào mà chị chủ quan rồi bắt đầu chị không dạy cái bài đấy đến lúc thi vào, các em giết chị à? Đúng không? Ok chưa? Xong. Diễn đạt hay. Bên cạnh một cái nữa nhá các bạn ơi. Cái này chị nghĩ là các em cũng khá là ít khi chuẩn bị cho bản thân mình, nhưng mà chị nghĩ nó cũng quan trọng đấy, để làm cho cái bài viết của mình có thể đạt được 4,5 thậm chí là 5 điểm. Đó chính là chúng mình nên có thêm những phần kiến thức liên hệ mở rộng. À, được không ạ? Kiến thức liên hệ mở rộng. Nhưng nhắc lại một lần nữa, nếu như để chốt lại về cái việc là những cái yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất ở trong cái việc chúng ta giải quyết cái câu nghị luận văn học 5 điểm này, thì chị nghĩ là hai cái yếu tố then chốt nhất để chúng mình đúng và đủ ấy sẽ bao gồm, một là kiến thức nền và hai là phương pháp làm bài. Còn lại với cái mà chị vừa chia sẻ liên quan tới phần diễn đạt hay này, và có thêm những cái phần kiến thức liên hệ mở rộng này để cho bài viết của chúng mình phong phú hơn, thì chị nghĩ đây sẽ là cái yếu tố nếu các bạn muốn được 9, được 8,5 cộng, thì các em có thể học hỏi thêm những cái này. Đồng ý chưa ạ? Các bạn có thể học hỏi thêm những cái này. Thế thì bây giờ để bắt đầu, không có lý do gì mà chúng mình không cùng với nhau khám phá về một trong số những cái bài thơ đầu tiên đã khá là lâu rồi không vào trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Một trong số những bài thơ được coi là gì ạ? À, được coi là đã làm nên tên tuổi của nhà thơ Quang Dũng. Đó chính là bài thơ Tây Tiến. Được không ạ? Quay trở lại đây một chút xíu. Khi mà cung cấp cho các bạn về
những cái kiến thức ôn về một văn bản ấy, bao giờ chị Hiên cũng sẽ đảm bảo cho các bạn bốn cái nội dung. Và chị gạch ra bốn cái nội dung này rất rõ ràng. Chị không phải là người mơ hồ, cứ đi giảng cho các bạn giảng, mà chị cực kỳ rõ ràng trong việc phân tách từng ý. Vì chị nghĩ là ở cái giai đoạn này các em đang cần điều đó. Vì có thể các bạn đang chìm trong một đống kiến thức cực kỳ hỗn độn và các bạn cảm thấy rối kinh khủng luôn ấy. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ cực kỳ rõ ràng ở đây. Đối với một văn bản ôn tập cùng với các bạn, chị sẽ cung cấp cho các em, một là thông tin về tác giả, được không ạ? Đây là cái đầu tiên. Cái số 2 là thông tin về văn bản. Cái số 3 là nội dung văn bản. Và cái thứ 4 là phần liên hệ mở rộng về văn bản đấy. Chị nghĩ là như thế này đã quá là trọn vẹn cùng với các em rồi, được không ạ? Quá là trọn vẹn cùng với các bạn rồi. Ok chưa? Đồng ý chưa? Amazing cái gì đấy hả? Amazing cái gì? Mấy đứa này có đang trọng tâm vào đây xem để thảo luận không đây? Amazing cái gì? Sắp thi đến nơi rồi, còn gần một tháng nữa là thi rồi. Amazing cái gì? Nào, quay trở lại đây đi, được chưa? Đây là bốn vùng kiến thức đồng hành cùng với các bạn nhé, được không ạ? Đây là bốn vùng kiến thức. Bây giờ bắt đầu nhìn vào đây. Trước tiên, như đã nói, phần đầu tiên chia sẻ cùng với các bạn, đây ghi giúp chị nhé. Một nhỏ, thông tin tác giả. Phương châm này, học đến đâu nhớ đến đấy. Lại nhắc lại một lần nữa. Sợ không? Sợ gì nhở? Có chị ở đây thì các bạn sợ gì? Nào, học đến đâu nhớ đến đấy nha các em nha. Phương châm là như thế. Bây giờ bắt đầu này. Trước tiên thông tin về tác giả. Chúng mình sẽ thấy này, phần tác giả mà chúng ta cần phải tìm hiểu ngày hôm nay đó là nhà thơ Quang Dũng. Và chị nghĩ là thôi, ở thời điểm này rồi, đến cái giai đoạn này rồi thì đừng có nói nhiều những cái câu chuyện gì ạ. À, đừng có nói nhiều về những cái câu chuyện liên quan tới việc là ông Quang Dũng với gia đình ông ấy thế này thế kia các kiểu thể loại nữa. Chị nghĩ nhá, đến giai đoạn này chỉ nên ghi nhớ những gì cần ghi nhớ. Đừng, chị không muốn là bắt các bạn phải quá nhiều thứ đâu, được không ạ? Chỉ nhớ những gì cần nhớ. Và đây là những gì cần nhớ. Cái thứ nhất, đó chính là nếu như nói về con người của nhà thơ Quang Dũng nhá, chúng ta sẽ có cụm từ đa tài, được không ạ? Thế thì dùng một số những cái từ khóa tiếp theo để lý giải cho từ này đi. Đây, xin mời. Trước tiên này, làm thơ, đúng chưa? Viết văn, ok. Vẽ tranh, ok. Soạn nhạc. Thứ gì cũng làm giỏi mới điên chứ. Được không ạ? Thứ gì cũng làm giỏi cả. Trời ơi các bạn ơi. Thế thì đây chính là một cái sự khẳng định cho việc chỉ cần nhắc tới Quang Dũng trong nền văn học Việt Nam hiện đại thôi là chúng mình ngay lập tức sẽ nhớ tới một nhà thơ, một người nghệ sĩ đa tài. Nhưng hãy nhớ rằng điều để đưa Quang Dũng đến gần với người hâm mộ, điều để đưa Quang Dũng đến gần hơn với bạn đọc chính là khả năng làm thơ của mình. Hay nói cách khác là gì nhở? Được bạn đọc biết đến với tư cách trước tiên của một nhà thơ. Ghi nhớ chưa? Nào các em ơi, ý đầu tiên này ghi nhớ được không? Ngay và luôn có ghi nhớ được không? Có ấn tượng về ông Quang Dũng này ngay đầu tiên ghi nhớ được không mấy đứa? Dễ mà nhở, chị đã cố gắng hệ thống cho dễ ơi là dễ luôn rồi ấy. Bây giờ chỉ có việc là ghi nhớ vào trong đầu thôi. Các em ơi hiểu không? Hiểu không nào? Ý đầu tiên này có gì mà không hiểu? Đứa nào không hiểu cho loại khỏi lớp nhá. Rồi tiếp tục. Ý số 2. Đây mới là những thứ mà chúng mình cần phải quan tâm này. Và những thứ mà chúng mình cần phải quan tâm sẽ nghiêng nhiều hơn về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ này. Chị nhấn mạnh lại một lần nữa, khi tìm hiểu về bất cứ một tác giả nào thì điều quan trọng nhất với chúng mình vẫn là sự nghiệp sáng tác nhá, vẫn là sự nghiệp sáng tác. Ok chưa? Bây giờ chúng mình sẽ có này, trước tiên nói về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Quang Dũng nhá. Sự nghiệp sáng tác. Khi tìm hiểu về sự nghiệp sáng tác của các tác giả, thường thì chúng mình sẽ đưa ra rất là nhiều những cái phần kiến thức khác nhau. Nhưng ở đây chúng mình nên chia như sau cho dễ nhìn này. Cái thứ nhất, đề tài là gì?
Ok chưa ạ? Đối với các nhà thơ này thì mang trong mình cái giọng thơ như thế nào? Ok chưa ạ? Đặc điểm trong phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ này là gì? Thật ra thì cái phong cách thơ, giọng thơ cũng nằm trong phong cách nghệ thuật rồi, nhưng mà chúng mình có thể nói thêm, được không ạ? Ok chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái thứ nhất, nói về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Quang Dũng, chúng ta sẽ thấy rằng đây là một người nghệ sĩ thường chú ý cái ánh nhìn của mình, ngòi bút của mình về hai đề tài chính. Số 1, đó là về đề tài người lính. Ok không ạ? Và đề tài số 2 là đề tài quê hương. Quê hương ở đây chính là xứ đoài mây trắng, được không ạ? Chính là xứ đoài mây trắng, đồng ý không ạ? Cái tiếp theo nhá, giọng thơ của Quang Dũng đề nghị các bạn ghi nhớ 4 cụm từ giúp cho chị. 4 cụm từ ở đây lưu ý sẽ là hồn hậu, phóng khoáng, ok, lãng mạn. Thế này dễ nhìn hơn không? Các bạn dễ nhìn không? Hả, mấy đứa dễ nhìn không? Vừa dễ nhìn mà lại còn không bị lác nhá. Vừa dễ nhìn mà lại còn vừa không bị lác cơ. Đấy, đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Như thế này thì các bạn sẽ rất là dễ để ghi chép nữa. Chị nghĩ là đây là một cái cách học hiệu quả. Đứa nào thả phẫn nộ đấy? Đứa nào mà thả phẫn nộ cho ra khỏi lớp ngay lập tức nhá. Riêng đối với chị chỉ được thả like và thả tim, biết chưa? Chị để chị xem, chị vào xem đứa nào thả phẫn nộ đuổi ra khỏi lớp luôn này. Biết chưa? Hay là ấn nhầm, không ấn nhầm cho ra khỏi luôn, không phải học hành gì nữa. Dám thả phẫn nộ à? Có cái gì không hiểu phải chia sẻ thích phẫn nộ. Rồi nào, quay trở lại đây các bạn ơi, quay trở lại đây này, nhìn này, nhìn này, nhìn 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 nhá. Các bạn sẽ thấy này, đây là về giọng thơ của Quang Dũng, đồng ý chưa ạ? Đây là về giọng thơ của Quang Dũng nhá, bốn cái nhá, hết sức lưu ý giúp chị nhá. Còn nếu như nói về phong cách nghệ thuật của nhà thơ này ấy thì chúng mình sẽ thấy rằng, nói về thơ Quang Dũng đi, chúng ta sẽ khá ấn tượng đối với cái việc là trong thơ của ông ấy nói theo cách mà một cái người nghệ sĩ, một cái tác giả đã từng phát biểu, thì nó giống như là thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc. Có nghĩa là trong thơ chúng ta thấy rằng cái việc miêu tả thiên nhiên của Quang Dũng ấy, miêu tả thiên nhiên và miêu tả con người, người nghệ sĩ này đều làm rất là tốt. Chính vì vậy mà người ta nói rằng là thi trung hữu họa là như thế. Còn thi trung hữu nhạc là chúng ta thấy là bản thân nhà thơ Quang Dũng nhá, sử dụng từ ngữ này, sử dụng những cái vần bằng chắc này đều rất là tinh tế ở trong những trang thơ của mình. Và chính cái điều đấy mà người ta cho rằng đôi khi đọc thơ của Quang Dũng ấy là đang ngậm nhạc ở trong miệng. Thì đây cũng là một trong số những cái đặc điểm riêng của nhà thơ Quang Dũng. Nhưng mà các em phải biết rằng này, Quang Dũng là một chàng trai Hà Nội. Và có lẽ chính bởi là một chàng trai Hà Nội và viết thơ trong cái thời điểm mà mình vẫn còn rất là trẻ, thế nên lúc nào cũng thế, cứ đọc thơ của Quang Dũng là thấy một cái gì đấy nó rất là hào sảng, rất là phóng khoáng, rất là lãng mạn và cực kỳ là tài hoa. Được không ạ? Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị cái này nha. Các em sẽ lưu ý giúp cho chị cái này nha. Được không nào? Ok chưa? Ok chưa? Nhá. Ok chưa nào? Đồng ý không nào? À, ở đây chị xin phép để cái này. Được không ạ? Nhớ phải đăng ký khóa học 10 ngày cùng với chị nha. Được không? Nhớ phải đăng ký khóa học 10 ngày cùng với chị nhá. Và đây là buổi học thử đấy nhá. Rồi, các bạn ơi, các bạn có thể nhìn thấy ở đây này. Chúng ta thấy đây là một trong số những tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đặc biệt trong giai đoạn đầu nhá. Nếu như trong giai đoạn đầu ấy thì các bạn sẽ thấy là bên cạnh một Quang Dũng. Thôi chứ rồi chị ấy mở vào đâu rồi, bây giờ làm nào chị quay trở lại nhỉ? Dở ghê. À ok. Mệt lắm các em ạ, à, khổ thực sự luôn ấy. Mệt mỏi lắm, chị nhiều khi ngu ngu máy tính nhỉ, chị cứ nhiều lúc chị cứ làm những cái trò rất ngớ ngẩn là như vậy. Nào các bạn ơi, chúng ta sẽ thấy này,
bên cạnh một Quang Dũng mang trong mình vẻ đẹp về chất thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa, chúng ta còn từng biết tới nhà thơ Hồng Nguyên này, hay là Chính Hữu này, là những cái nhà thơ mà cùng thời với Quang Dũng và cũng viết rất là nhiều những cái tác phẩm hay trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Mỗi nhà thơ này thì lại đều mang trong mình những cái vẻ đẹp rất là riêng, và có lẽ chính vì lẽ đó mà chúng ta thấy điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ chính là giọng nói của riêng mình. Và đây cũng chính là cách mà chị hướng cho các bạn rằng là gì ạ? Khi mà chúng mình học những cái thông tin về tác giả Quang Dũng như thế này, hay bất cứ một cái thông tin nào liên quan tới tác giả khác không phải là Quang Dũng, thì chúng ta đều có thể vận dụng nó và đưa nó vào trong các cái phần mà chúng mình cần thiết phải tìm hiểu, bao gồm nhá. Cái thứ nhất, chúng ta có thể đưa vào phần mở bài. Chị lấy ví dụ đơn giản như thế này. Đương nhiên là một hôm nào đấy, như bao hôm nào, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mở bài nhanh và hay để các bạn không còn lúng túng và bối rối khi viết mở bài nữa. Nhưng ngày hôm nay chị lấy một cái ví dụ cụ thể cho các em này, được không ạ? Ví dụ nhé. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Quang Dũng được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài. Làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Thế nhưng Quang Dũng vẫn được biết đến với tư cách trước tiên của một nhà thơ. Chấm. Thơ Quang Dũng mang trong mình vẻ đẹp hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Và một trong số những thi phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của ông đã đưa tên tuổi của Quang Dũng đến gần hơn với bạn đọc chính là bài thơ Tây Tiến. Chấm. Để lại ấn tượng trong bài thơ này là 14 câu thơ đầu với nội dung gì đấy. Hiểu với chị chưa? Ví dụ sử dụng cho mở bài là như thế. Còn mở bài, còn dùng cái này cho thân bài và kết bài như thế nào thì hướng dẫn sau nhá. Gặp nhau trong khóa học 10 ngày, cái đấy chị sẽ hướng dẫn sau. Yên tâm là sẽ làm cùng với các bạn từ A đến Z và bằng cách nào đấy để cho các bạn dễ hiểu nhất có thể. Đấy là cái mục tiêu mà chị hướng đến. Thế nhưng mà bây giờ các em ơi, nhìn vào đây, với cái phần chị vừa dạy về tác giả Quang Dũng này thì các bạn có hiểu bài không? Các em có ghi nhớ được ngay và luôn không? Hả? Các bạn có ghi nhớ và ngay được ngay và luôn không? Nhắc lại nhá. Như sau này. Thứ nhất, nói về Quang Dũng, nói về con người của người nghệ sĩ này thì đây sẽ là một nhà thơ đa tài. Làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Cái thứ hai, nói về sự nghiệp sáng tác. Đề tài mà Quang Dũng thường lựa chọn trong những vần thơ của mình là người lính và quê hương. Cái số 3, giọng thơ của nghệ sĩ này mang trong mình 4 nét tiêu biểu: hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Cái thứ tư, chúng ta thấy rằng là đặc điểm thơ của Quang Dũng đặc biệt về phong cách nghệ thuật, khi miêu tả thiên nhiên hay miêu tả con người thì tác giả này đều dùng những cái biện pháp tu từ để khắc họa rất là rõ và để cho người đọc hình dung rất là rõ về cái khung cảnh thiên nhiên đó và về đối tượng con người đang được tạc dựng lên. Thêm vào đấy còn sử dụng các cái từ ngữ rất là linh hoạt kết hợp với vần bằng chắc, khiến cho những cái câu thơ chúng ta đọc lên cảm giác như là thi chung hữu họa, thi chung hữu nhạc. Và chúng ta cũng có một cái kết luận cuối cùng được đưa ra. Nếu như xét về thời điểm mà Quang Dũng bắt đầu sáng tác thơ và có nhiều thành tựu, thì đây là một trong số những tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp giai đoạn đầu, cùng thời với Chính Hữu, cùng thời với Hồng Nguyên, vân vân. Ok chưa? Xong. Chốt về tác giả. Hiểu không? Mệt thế. Hết hơi. Các bạn đã hiểu không? Hiểu không? Các bạn hiểu không? Nhá, hãy nhớ đã bảo rồi, tiêu chí là gì? Là học đến đâu là phải nhớ đến đấy cơ mà. Thế mới cũng bảo là vì sao mà một cái buổi học lại kéo dài từ 3 đến 5 tiếng là như thế mà. Hiểu ý chị không ạ? Nhiều đứa cứ bảo là ui rồi học gì học lâu thế. Học gì mà từ 3 tiếng đến 5 tiếng lâu ơi, lâu hả chị? Thế chị bảo là phải 3 đến 5 tiếng đấy. Bởi vì là muốn là phải để cho các bạn học đến đâu thấm đến đấy và nhớ đến đấy cơ. Chứ không phải là học chỉ qua loa thì học làm gì nhá. Học qua loa thì học làm gì? À, đăng ký khóa học 10 ngày rồi có được xem không chị? Xem cái gì? À được. Phương Nam ơi, cho phép. Ok, xong. Bây giờ nhá, chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Đến với cái phần hai nhỏ mà chị muốn cung cấp cho các bạn, đó chính là thông tin về tác phẩm. Thông tin văn bản thôi,
nhiều khi là đâu người ta đâu có trích hết tác phẩm ra đâu, đúng không? Thế nên ở đây chị tạm gọi là thông tin văn bản nhá. Đây cũng là một trong những vùng kiến thức rất quan trọng này, bởi vì chúng mình cần phải có luận điểm một viết về tác giả tác phẩm mà. Nếu mà không có cái phần thông tin về tác giả tác phẩm là đôi khi là mình cũng sẽ bị gì ạ? Mình cũng sẽ bị mất 0,5 điểm đấy. Nên là cái phần này cũng rất là quan trọng, nên chị trọng tâm tìm hiểu với các bạn về cái này nữa nhá. Sau đó thì sẽ đến với nội dung của tác phẩm. Ok chưa ạ? Sau đó sẽ đến nội dung của tác phẩm. Thích hiểu chị hơn hiểu bài à? Em làm sao mà hiểu được chị ở Công Quốc hả? Anh vào đây anh học hành anh không học, anh vào đây anh phát biểu mấy câu linh tinh à, liên thiên à? À, anh có muốn là tôi cho anh ra khỏi group này ngay lập tức không? Có muốn không? Hả? À ok, em vẫn chưa nhớ được phong cách nghệ thuật. Thôi rồi, có quan trọng gì? Vào khóa học 10 ngày đi, học tiếp, nhớ luôn nhá, bình tĩnh. Bây giờ quay trở lại đây. Chứ còn chị nói thật, bây giờ chị đợi mấy trăm bạn mà để cùng hiểu, cùng ghi nhớ ngay lập tức ngay và luôn, chắc chị xỉu. Nhưng mà yên tâm là cố gắng mình nghe đi nghe lại. Chị đã bảo là trong cái khóa học này chị sẽ để lại video clip cho các bạn mà. Nên các bạn có thể chủ động xem lại nhá. Được không ạ? Các em có thể chủ động xem lại nhá. Rồi, quay trở lại đây. Thông tin văn bản này. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một điều, đó chính là ở trong cái phần thông tin văn bản này ấy, thì chúng mình sẽ nhớ cái thứ nhất nhá. Hoàn cảnh sáng tác. Đây là cái dường như là quan trọng nhất với chúng mình khi chúng ta học về một văn bản. Được không ạ? Được không nào? Ở đây, cái phần quan trọng nhất chúng mình cần phải ghi nhớ đó chính là hoàn cảnh sáng tác. Chị đưa cho các bạn các mốc sau nha. Ghi nhớ nha. Được không ạ? Ghi nhớ nha. Chị trêu Quốc mà. Chị trêu đấy, không vấn đề gì đâu nha. Nhiều khi phải giải trí chứ nha. 1947, 1948. Ok chưa nào? Đây sẽ là hai cái mốc thời gian mà các bạn sẽ ghi nhớ giúp cho chị về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này. Đồng ý không nào? Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, năm 1947 ấy, đây là cái thời điểm mà Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến. Được không ạ? Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến. Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến. Ok chưa ạ? Đố các bạn biết binh đoàn Tây Tiến là binh đoàn như thế nào? Binh đoàn Tây Tiến là binh đoàn như nào biết không? Chắc gì đã biết. Gớm. Binh đoàn Tây Tiến ấy là một cái binh đoàn được thành lập vào mùa xuân năm 1947. Với thành phần chủ yếu của binh đoàn này đó chính là học sinh, sinh viên hay nói cách khác là tầng lớp trí thức của Hà Nội. Với một cái nhiệm vụ đó chính là bảo vệ vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc, kết hợp với bộ đội Lào đánh tiêu hao sinh lực địch. Được không ạ? Thì đấy chính là những cái thông tin chính về binh đoàn này. Được chưa ạ? Thì sau đấy đến năm 1948 nhá, đầu năm 1948 thì Quang Dũng bị điều chuyển sang đơn vị khác. Quang Dũng bị điều chuyển. Quang Dũng bị điều chuyển sang đơn vị khác. Được không nào? Bị điều chuyển sang đơn vị khác. Và sau đó thì sao ạ? Sau đó thì khi tham dự, cũng vào năm 1948, khi tham gia đại hội thi đua, đại hội thi đua ở làng Phù Lưu Chanh, nhớ ghi bài nhá, đừng có ngồi đấy. Ở làng Phù Lưu Chanh thì Quang Dũng đã viết bài thơ Tây Tiến. Viết bài thơ Tây Tiến bởi vì là quá nhớ thương những người đồng chí, đồng đội của mình. Thế nên Quang Dũng đã viết bài thơ Tây Tiến này. Bài thơ này thì ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến, nhưng sau đó đã được đổi tên thành Tây Tiến. Bởi vì nói theo nhà thơ Quang Dũng thì chỉ cần nhớ tới Tây Tiến thôi là biết bao nhiêu những cái ký ức về những người đồng chí, đồng đội đã quay trở về rồi. Thế nên là gì ạ? À, thế nên là chúng ta thấy rằng là để từ nhớ ở đó là thừa thãi. Và bài thơ này thì được in trong tập thơ Mây Đầu Ô. Được không ạ? Ok chưa nào? Đồng ý với chị là như thế nhá. Đồng ý với chị là như thế nhá. Ok không các bạn ơi? Ok chưa? Đồng ý chưa nào? Nhá. Đồng ý chưa nào? Được không ạ? Thế nên là chị mới bảo là trong cái quá trình mà chúng mình học với nhau ấy, thì các em phải đạt được cái mức độ tập trung cao nhất. Các em phải tập trung, các em đừng nói chuyện liên thiên, tập trung vào đây học. Tất cả những đối thủ của chúng ta đều đang học mà. Mà bây giờ các em cứ liên thiên, các em cứ đi tìm hiểu ở đâu ấy thì làm sao mà các bạn học được. Nhá, thế nên phải tập trung, nghe chị nói,
kết hợp với viết thì các em mới ghi nhớ được. Còn không thì làm sao mà các bạn ghi nhớ được, các bạn đâu phải là thiên thần. Mình đã không phải là người gọi là thông minh, gọi là thiên tài rồi thì mình phải chăm chỉ chứ nhá. Các em phải cố gắng chú ý cái điều đấy chứ. Được không nào? Ok không nào? Hiểu chị không nào? Ok chưa? Rồi, được chưa ạ? Ok chưa ạ? Thêm một cái nữa chị lưu ý đối với các bạn, đó là khi mà chúng mình học về hoàn cảnh sáng tác xong ấy, thì các bạn cũng phải hiểu về xuất xứ và mục đích sáng tác của cái tác phẩm này. Được không ạ? Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị về cái vấn đề này nhá. Các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị về cái vấn đề này. Thì về thông tin văn bản chúng ta sẽ ghi nhớ như vậy. Nhưng mà nói chung, khi vào trong khóa học 10 ngày thì các bạn sẽ được chị phân tích kỹ càng hơn, để các bạn hiểu là tại sao chúng mình lại nên ghi nhớ thông tin đấy, và cách triệt để nhất để chúng mình ghi nhớ thông tin đấy là gì. Được không ạ? Ok chưa nào? Ok không? Đồng ý không? Đồng ý không ạ? Rồi, gì đây? Đề cho một đoạn rồi bảo mình phân tích nhưng trong văn bản quá dài. Cô ơi, cái này á, giải thích sau, giải đáp sau nhá. Giải đáp sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần 3 nhỏ. Có lẽ đây chính là cái phần mà các bạn quan tâm nhất nhỉ. Đó chính là nội dung văn bản. Trước khi vào phần nội dung văn bản, chị có một cái thông báo muốn nói với các bạn như thế này. Đây sẽ là một trong những cái điều chị nghĩ là rất là may mắn cho những ai đang xem phần phát trực tiếp ở trong buổi tối ngày hôm nay. Như chị đã thông báo cùng với các bạn, đó là Học Văn Chị Hiên đang có khóa học 10 ngày. Và hiện tại học phí của khóa học này đang là 899.000 cho một bạn. Đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay, với cái buổi học thử này cùng với chúng mình, sẽ có một cái ưu đãi siêu khủng khiếp dành cho các bạn. Được không ạ? Và cái ưu đãi siêu khủng khiếp này, chúng mình sẽ có một cái món quà mà coi như là Học Văn Chị Hiên dành tặng cho các bạn. Khóa học 10 ngày 12 tháng 6 mới khai giảng nhé. Vậy là chúng mình sẽ chỉ còn 3 ngày nữa, 4 ngày nữa là chính thức khai giảng khóa học này. Và chắc chắn là các em sẽ nhận được rất nhiều những cái giá trị ở khóa học này. Chị tin chắc một điều là như vậy. Được không ạ? À? Và cái ưu đãi siêu khủng của chúng mình ở đây, đó là khi các bạn ghép nhóm cùng đăng ký là 10 bạn, được không ạ? À? Thì học phí của mỗi bạn giảm xuống bây giờ chỉ còn có 699.000 trên một bạn. Được không ạ? À? Và đây là cái ưu đãi siêu khủng khiếp mà những bạn nào phải xem phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì mới biết được cái thông tin này. Nếu như các em muốn hỗ trợ ghép nhóm, các bạn có thể liên hệ với fanpage Học Văn Chị Hiên. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với, hãy liên hệ với những người uy tín để tránh trường hợp bị lừa nhé. Chị nói luôn là như thế. Thật đấy, chị khuyên thật. Một là fanpage Học Văn Chị Hiên. Hai là chúng mình sẽ liên hệ với nick Facebook Chú Văn Học nhá. Được chưa nào? Ba là chúng mình sẽ liên hệ với nick Facebook chị Dung. Được không ạ? Đây, nick Facebook là như này. Được không ạ? Đấy, thì đây sẽ là ba cái địa chỉ tin cậy và uy tín nhất cho chúng mình. Đồng ý không ạ? Đừng để trường hợp bị lừa nhá. Năm trước rất là nhiều bạn đăng ký khóa học 10 ngày xong bị mất tiền oan. Thế là bắt đầu nhắn tin về cho Học Văn Chị Hiên rằng là chị ơi, bạn ý thế này, bạn ý thế kia, bọn chị mệt đầu lắm. Mặc dù là đương nhiên vẫn phải hỗ trợ cho các em thôi, có nghĩa là vẫn phải liên hệ lại liên lạc lại với bạn kia và tìm cách. Nhưng cái vấn đề là năm nay không thể nào mà hỗ trợ mãi cho các em như thế được. Nên tốt nhất là các bạn nếu muốn hưởng cái ưu đãi siêu khủng này thì các bạn sẽ liên hệ với những cái nick Facebook này là uy tín nhất nhá. Chị nói luôn là như vậy, bây giờ giai đoạn cuối rồi, không ai có thời gian để đi giải quyết các vấn đề khác cho các bạn được đâu. Và đây chính là cái mà chị muốn thông báo với các bạn để các bạn nắm bắt được tình hình nhá. Còn bây giờ thì sẽ quay trở lại với cái nội dung văn bản này. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng phân chia về nội dung kiến thức cần nắm được ở trong bài thơ Tây Tiến đã. Chúng ta thấy rằng khi nói về bài thơ Tây Tiến nhá. À, khóa học có dạy phần đọc hiểu không? Có mà em, có nhá. Chị vừa nói ngay từ đầu rồi nhá. Chú Văn Học là không uy tín à?
À, có chứ, chúng mình có mà nhá. Rồi chị đã ngay từ đầu rồi, chắc vào muộn là hay sao. Rồi, nội dung văn bản trước tiên, các em biết không ạ? Phân tích thơ thì cái phần bố cục này là phần quan trọng nhất. Thì ở trong phần bố cục đối với bài thơ này chị chia ra thành 3 phần cụ thể như sau. Thứ nhất là 14 câu thơ đầu. Tiếp theo là 8 câu thơ tiếp. Tiếp theo là 8 câu thơ tiếp. Và cuối cùng là 4 câu thơ cuối. Ok chưa ạ? Được chưa nào? Và tương ứng với từng phần này sẽ là những nội dung khác nhau, bao gồm thứ nhất, 14 câu thơ đầu là hình ảnh về những chiến binh Tây Tiến trên chặng đường hành quân gian khổ. Trên chặng đường hành quân gian khổ với phong nền là thiên nhiên miền Tây, mang trong mình hai vẻ đẹp dữ dội và trữ tình đấy. Ok chưa ạ? Nhá, lưu ý giúp chị. Cái tiếp theo 8 câu thơ tiếp đó là vẫn là kỷ niệm về một đêm liên hoan văn nghệ. Văn nghệ đốt lửa trại và một buổi chiều sông nước Tây Bắc, một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo. Ok chưa ạ? Ok chưa nào? Và tiếp tục 8 câu thơ cuối là hình tượng người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Cuối cùng là khúc vĩ thanh. Khúc vĩ thanh về những chiến binh Tây Tiến. Về những chiến binh Tây Tiến. Ở đây các bạn sẽ lưu ý giúp chị này. Nếu như mà để có một cái hình vẽ minh họa ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái hình tượng xuyên suốt ở trong tất cả những cái bài, cái những cái câu thơ của mình, hay nói cách khác là những cái đoạn thơ của mình, phải không ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đều có ở trong đấy là hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến, phải không ạ? Ở đây chị không thấy có cái bút vẽ ta. Không thấy có cái bút vẽ nhỉ? Để chị vẽ cái hình những chiến binh Tây Tiến ra đây để giải thích cho các bạn hiểu, mà chị chả biết là cái bút vẽ ở đâu, để chị nghiên cứu nhá. Em nhá. Để chị nghiên cứu nhá, chứ chị cũng không không biết được là bút vẽ này ở đâu nó như nào. Em ạ. Không biết là cái bút vẽ ở đâu. Thôi chị nghiên cứu rồi xong rồi trong trong cái khóa học 10 ngày chị sẽ vẽ cái hình minh họa ra cho các em để các em dễ ghi nhớ hơn nhá. Đồng ý không? Tạm thời thế nhỉ, còn chả hiểu được. Giờ đây không hiểu, chưa chưa nắm bắt được tinh thần nhá. Chưa nắm bắt được tinh thần. Ok, nhá. Xong, bây giờ các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến 14 câu thơ đầu luôn nhá. 14 câu thơ đầu. Nhà thơ Giang Nam từng viết trong những vần thơ của mình: Tây Tiến biên cương mờ lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng. Và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Đúng không ạ? Có thể thấy rằng là rõ ràng là bài thơ Tây Tiến đã từng để lại rất nhiều ấn tượng không chỉ với bạn đọc đâu ạ, mà kể cả những người nghệ sĩ như là Giang Nam. Tác giả của bài thơ Quê Hương từng viết trong những vần thơ của mình rằng: Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ, ai bảo trăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Những ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích, đôi mắt tròn trông yêu quá đi thôi. Cũng đã từng phải nói lên những cái tình cảm của mình, sự yêu mến đặc biệt của mình dành cho bài thơ này. Bởi vì có lẽ với bài thơ Tây Tiến,
Quang Dũng không chỉ một mình đi về khúc độc hành của nỗi nhớ thương, mà hơn tất thảy những điều đó, dường như tác giả này đã thay cho lời của biết bao nhiêu những con người ở lại để có thể gửi trọn lòng mình, để có thể gửi gắm lòng mình, gì ạ? Giống như là một cái nén tâm nhang dâng lên những anh linh đã mất, những chiến binh Tây Tiến thuở ấy đã sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ để có thể đòi lại độc lập chủ quyền về cho quốc gia, cho dân tộc của mình. Và đó cũng chính là một trong số những cái vẻ đẹp mà chúng ta nhìn thấy được trong những vần thơ của nhà thơ Quang Dũng. Trong bài thơ Sao Chiến Thắng thì nhà thơ Chế Lan Viên từng viết là gì nhỉ? Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ, như cha, như vợ, như chồng. Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Thì những năm tháng ấy đã có biết bao nhiêu những người con gái con trai ra trận, đã có biết bao nhiêu những người con gái con trai đã hy sinh tất thảy tuổi xuân của mình vì độc lập của tổ quốc, của dân tộc. Rất nhiều người trong số họ đã ngã xuống. Và những chàng trai Hà Nội, những con người trí thức thuở ấy cũng không phải là ngoại lệ ạ. Học Tây Tiến để hiểu về một thời kỳ, học Tây Tiến để hiểu về những con người, họ hiểu được trách nhiệm của mình và ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Học Tây Tiến để yêu thêm về hòa bình mà chúng mình đang có, trân trọng thêm về hòa bình mà chúng mình đang có, và để hiểu rằng để có được một Việt Nam hòa bình như ngày hôm nay là biết bao nhiêu máu xương đã ngã xuống, biết bao nhiêu con người đã ngã xuống. Và chúng ta có quyền tự hào vì Việt Nam ở thời điểm hiện tại là một đất nước phát triển, để chúng ta ghi nhớ và trân trọng quá khứ đã trôi qua, không được phép lãng quên quá khứ. Nếu như chúng ta dẫm đạp lên quá khứ và lãng quên quá khứ thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những cái thứ tốt đẹp ở thời điểm hiện tại cả. Được không ạ? Hãy lưu ý giúp chị điều này nhé. Thì ở trong này các bạn sẽ thấy này, ở trong này các bạn sẽ thấy chúng mình có 14 câu thơ đầu tiên. Khi phân tích 14 câu thơ này, bao giờ các bạn cũng sẽ phải chia được bố cục nhá. Bao giờ các bạn cũng sẽ phải chia được bố cục. Và bố cục chị lựa chọn cho 14 câu thơ này sẽ là 2, 2, 4, 2, 2 và 2. Được không ạ? Ok chưa? Lưu ý phần này nhá. Lưu ý giúp cho chị phần này. Ok chưa ạ? Hết sức lưu ý giúp cho chị phần này nhá. Quay trở lại đây, các bạn nhìn vào đây ạ. Chúng ta có hai câu thơ đầu tiên này. Chúng mình có hai câu thơ đầu tiên như sau. Sông Mã xa rồi, sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Được không ạ? Cả một bài thơ không có một dấu chấm. Dường như nỗi nhớ bây giờ đang từ câu thơ này tràn sang câu thơ khác. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy này, cái hình ảnh đầu tiên xuất hiện ở trong bài thơ Tây Tiến của chúng ta là hình ảnh dòng sông Mã. Các bạn sẽ bắt đầu đặt ra những cái câu hỏi để làm sáng tỏ những cái ý thơ ở trong câu thơ đầu tiên này. Nhưng trước tiên, chị muốn các bạn cần ghi nhớ giúp cho chị một điều rằng là gì nhở? Cái vấn đề số 1 đó là gì ạ? Đó là câu thơ, bài thơ này bắt đầu bằng một tiếng gọi. Bài thơ Tây Tiến được bắt đầu, được bắt đầu bằng một tiếng gọi. Thiết tha trìu mến. Rõ ràng nhá, chúng ta gọi Trinh ơi, Hiền ơi, đúng không ạ? Lan ơi. Tất cả những cái tiếng gọi ơi ấy, nó là một cái gì đấy rất là tha thiết và trìu mến. Thì ở đây chúng mình cũng thấy là gì nhỉ? Chúng mình cũng thấy là bài thơ này được bắt đầu bằng một tiếng gọi thiết tha và trìu mến như thế. Và người ta gọi là Tây Tiến ơi. Được không ạ? Các bạn thấy không ạ? Cái cách gọi rất là thân thương. Bây giờ tôi không nghĩ là Tây Tiến là một binh đoàn đâu, mà dường như tôi nghĩ rằng Tây Tiến bây giờ giống như là một sinh thể có linh hồn. Và tôi nhớ về, tôi gọi lại cái đó để gọi lại biết bao nhiêu những cái kỷ niệm và ký ức cho bản thân của mình ấy. Đúng không ạ? Tiếp tục nhé. Đây là ý số 1. Ý số 2.
chúng ta sẽ thấy hình ảnh xuất hiện đầu tiên. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong câu thơ này, đó là dòng sông Mã. Ai đó đã từng nói rằng đất nước có nhiều dòng sông chứ, nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ. Giống như cuộc đời của mỗi con người, có nhiều cuộc tình lắm, nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo. Và dòng sông để thương để nhớ của mỗi người rất khác nhau. Nếu như với Văn Cao là một dòng sông lô hùng tráng trong những tác phẩm của mình, nếu như đối với Hoàng Cầm là dòng sông đuống trôi đi một dòng lấp lánh. Em ơi buồn làm chi, anh đưa em về bên kia sông đuống. Ngày xưa cát trắng phẳng lì, sông đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ. Nếu như Hoàng Phủ Ngọc Tường là dòng sông Hương, hay là Hoài Vũ là con sông vàm cỏ tha thiết trở phù sa, thì trong thơ của nhà thơ Quang Dũng, hình ảnh dòng sông xuất hiện trong cái câu thơ đầu tiên này lại là dòng sông Mã. Dòng sông Mã là hình ảnh của dòng sông biểu tượng cho thiên nhiên Tây Bắc. Biểu tượng cho thiên nhiên Tây Bắc, nhưng cũng đồng thời là dòng sông gắn với những chặng đường hành quân gian khổ. Chặng đường hành quân gian khổ của những chiến binh Tây tiến thủa ấy. Của những chiến binh Tây tiến thủa ấy. Thế nên bây giờ, nó không chỉ đơn thuần là một con sông vô tri nữa, mà con sông này dường như đã trở thành một chứng nhân lịch sử, trở thành một người tri kỷ đồng hành, đúng không ạ? Trên những chặng đường hành quân của những chiến binh Tây tiến thủa ấy. Và ở đây chúng ta có thể thấy trong câu thơ này, danh từ tiếp theo được đề cập đến là Tây tiến. Chúng ta giải thích Tây tiến là binh đoàn như thế nào, thành lập như thế nào, các vấn đề ra, đúng không ạ? Và một cái mà chúng ta có thể chú ý tới tiếp tục trong câu thơ này, đó là động từ xa rồi. Các em sẽ tưởng tượng nhé, tiếng thơ nó là như thế này. Chị sẽ tìm cái bút vẽ để chị vẽ cho các bạn, chứ còn ngày hôm nay chưa tìm ra. Ở đây các bạn sẽ thấy này, sông Mã, xem đến đây, xa rồi Tây tiến ơi. Xa rồi giống như là điểm rơi thấp nhất của câu thơ ấy. Và chỉ cần nhắc tới cái từ xa rồi đấy thôi, là dường như có một cái khoảng hụt hẫng được tạo ra, phải không ạ? Bởi vì là bây giờ đã xa rồi dòng sông Mã, có nghĩa là đã xa rồi thiên nhiên miền Tây, đã xa rồi Tây tiến, xa rồi cái binh đoàn mà gắn bó trong thủa đầu ra trận. Bây giờ chỉ còn lại ở đây là một nỗi nhớ chơi phơi. Đúng không ạ? Chỉ còn lại ở đây là những kỷ niệm mà thôi. Đúng không nào? Thế thì các em sẽ thấy là ngay từ cái câu thơ đầu tiên nhá, chị đã phân tích cụ thể với các bạn từng từ, từng chữ một, tiếng gọi ơi này. Đây cũng là cái cách gieo vần rất là ấn tượng, tạo ra dư ba cho đoạn thơ này. Rồi động từ xa rồi, hai danh từ sông Mã và Tây Tiến này. Các bạn thấy cái câu thơ đầu tiên này các bạn có hiểu không? Chỉ một câu thơ đầu tiên thôi ạ. Trong cái lần đầu tiên, trong cái giây phút đầu tiên quay trở về với khúc độc hành của nỗi nhớ thương, thì nhà thơ Quang Dũng đã để cho những độc giả của mình bị cuốn vào một cái cảm xúc và một cái tâm trạng như thế. Không có cái gì da diết bằng nỗi nhớ thương đâu ạ. Không có cái gì quằn quại bằng nỗi nhớ thương đâu ạ. Và cũng không có cái gì dễ đánh động ở trong lòng người ta bằng nỗi nhớ niềm thương đâu ạ. Thế nên có lẽ vì thế mà nhà thơ gì ạ? Mà nhà thơ Lưu Quang Vũ đã từng viết rằng là phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình, lời chưa nói mà bàn tay đã nói, mình đi rồi hơi ấm còn ở lại, còn bồi hồi trong những ngón tay ta. Trong cái khoảnh khắc chia ly còn bịt rịn như thế, huống hồ mới rời xa binh đoàn của mình chưa lâu, thì đương nhiên những cái tình cảm, cảm xúc ùa về, gì ạ, chảy về như một dòng nước lớn là điều chúng ta có thể dễ hiểu. Bởi vì đối với Quang Dũng, những cái năm tháng gắn liền với binh đoàn Tây Tiến là những cái năm tháng không thể nào quên đi được. Ok chưa nào? Ôi mệt quá. Mệt quá các bạn ạ. Thôi, các em ơi, dừng lại ở đây chị nghĩ đủ rồi nhá. Dừng lại ở đây chị nghĩ đủ rồi. Còn lại, nếu các bạn thực sự muốn học cùng với chị, một cái lời nhắn nhủ cuối cùng trong buổi ngày hôm nay, nếu như các em thực sự mà muốn học với chị ấy, thì chị nghĩ là chúng mình chắc chắn sẽ phải gặp nhau trong khóa học 10 ngày thôi. Không có lựa chọn nào khác cả. Và hãy cho mình một cơ hội để bản thân mình có thể nâng cao và tự tin hơn về kiến thức văn của mình.
được không ạ? Chị nghĩ không có cách nào khác cả đâu. Nhá, không có cách nào cả. Chị ơi đừng xa em. Nghe thảm thiết thế. Hả? Nghe thảm thiết thế. Ok, đồng ý. Rất là nhiều bạn đều đã đăng ký khóa học 10 ngày rồi đúng không? Uống miếng nước cho êm giọng đi chị chả cần uống, vẫn giọng vẫn êm mà. Các bạn ơi, đây sẽ là cái thời khóa biểu cho khóa học 10 ngày của chúng mình nhá. Được không ạ? 12 tháng 6 chúng mình khai giảng. 13 tháng 6 chúng mình bắt đầu tổng ôn thơ buổi 1. Mùng 14 tháng 6 chúng mình tổng ôn thơ buổi 2. 15 tháng 6 chúng mình tổng ôn văn xuôi. 16, 17 chúng mình tiếp tục tổng ôn văn xuôi. 18 tháng 6 chúng mình làm phương pháp nghị luận văn học. 19 tháng 6 chúng mình học phương pháp nghị luận xã hội. 20 tháng 6 chúng mình học phương pháp đọc hiểu. 21 chúng mình luyện tập về cả nghị luận xã hội và đọc hiểu. 22 tháng 6 chúng mình luyện đề và tặng thêm cho các bạn hai buổi luyện viết buổi 1 và buổi 2 để có thể hiểu rõ hơn về cách thức và phương pháp làm cái dạng nghị luận văn học, cái câu 5 điểm quan trọng nhất đấy. Đang cuốn, đang hay à? Trời đất ạ, mấy cái đứa này. Chúng mình sẽ học vào 21 giờ hàng ngày. Và nếu bạn nào bị cấn lịch có thể chủ động xem lại, vì chị vẫn sẽ để lại phần phát trực tiếp cho các bạn. Ok chưa ạ? Đồng ý chưa? Sau mỗi buổi học chúng mình đều có tài liệu siêu đầy đủ và những bài tập để các bạn có thể luyện tập, và bọn chị sẽ chấm bài cho các em chi tiết nhất có thể để các bạn biết được mình đang ok ở đâu và chưa ok ở đâu nhá. Tiếp tục, thêm một cái cuối cùng, đó là hãy nhớ rằng chúng mình đang có ưu đãi khủng ghép nhóm 10 người với học phí giảm xuống còn 699.000 trên một bạn. Nên bây giờ nếu như các bạn thực sự muốn tham gia cùng với chị trong khóa học này để phiêu hơn, để gọi là ok hơn, nâng số điểm của mình, thì chắc chắn phải nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên ngay để ghép nhóm, hoặc nhắn tin cho chú Văn Học ngay để ghép nhóm nhá. Chúng mình sẽ học chắc là khoảng từ 3 đến 5 tiếng, ok không ạ, cho mỗi buổi, được không ạ? Và với cái mục đích quan trọng nhất, cái mục tiêu quan trọng nhất là chúng mình học đến đâu nhớ đến đấy, đấy là mục tiêu mà chị đề ra nhá. Đăng ký khóa học bằng cách nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên nha. Đồng ý chưa? Còn lại bây giờ thì buổi tối ngày hôm nay, chị cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cảm ơn các bạn vì dành thời gian cho chị rất là nhiều. Và chị muốn là sẽ được gặp lại các em trong khóa học 10 ngày để chúng mình feel hơn nữa. Chắc chắn sẽ là như thế, không mệt đâu ạ. Chị đây, chị nói như thế này không mệt này, huống hồ là các em, được không ạ? Huống hồ là các em, đương nhiên là các bạn sẽ không mệt đâu nhá. Mệt bao nhiêu cái mệt cứ để chị gánh hết, còn lại các bạn cứ thoải mái học hành thôi và ghi nhớ kiến thức thôi. Ok chưa? Hẹn gặp lại cho các bạn trong khóa học 10 ngày nhá. Còn bây giờ, hay là nếu như bạn nào mà muốn tự ghép nhóm ấy thì các em có thể chủ động đăng bài lên trên cái group này nha. Thế xong bắt đầu chị sẽ duyệt bài cho các em để các em có thể tìm được nhau để giảm cái học phí xuống nhá. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và chị hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi học tới, buổi chính thức khai giảng của khóa học vào ngày 12 tháng 6 nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn nha. Bye bye nha. Bye bye, bye bye nha.